Nhà tù Phú Quốc sau khi đổi tên thành trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc, nơi được mệnh danh là địa ngục Trần Gian. Trong chưa đầy 6 năm, từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 3 năm 1973, tại trại giam này thì hơn 4.000 người tù đã thiệt mạng, hàng chục ngàn người thương tật, tàn phế. Đây là nơi từng giam giữ, tra tấn trên 40.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước. Vâng, và tháng 3 này là vừa tròn 50 năm các chiến sĩ Cộng sản bị địch bắt tù đầy tại nhà tù Phú Quốc được trao trả theo Hiệp định Paris. 50 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Thế nhưng trại giam này vẫn mãi là dấu tích bi tráng, không thể nào quên đối với những cựu tù cách mạng năm xưa. 50 năm kể từ khi thoát khỏi gông cùm của trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc, ông Khiếu giờ đã quên nhiều thứ. Nhưng những ngày tù ngục ở trại giam này thì không. Đó là những đau đớn nhục hình, bao khoảnh khắc sinh tử trong tù mà ông và đồng đội đã trải qua. Đục bàn tay, đục ông Nguyễn là ông Nguyễn, mà đục xóa nhượng là xóa nhượng. Nó đủ trò, nó làm cho mình thấy hình thức như nè, mình sợ. Đó, nó, hình thức đó. Mà những cái chiêu trò này mình cũng không sợ. Những người nào chết thì chết, người nào còn sống thì cũng vẫn đấu tranh. Ông Khiếu và những chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm nơi đây đã mang ký ức về những ngày ngục tù theo suốt cuộc đời mình bằng nhiều cảm xúc. Trở lại nơi từng chịu tù đầy, trong họ là niềm tự hào, nhưng xen lẫn đó là những đau thương về đồng chí, đồng đội. Buồn cho những người anh em không được về quê, tuy chết phải được về quê, nghĩa trang nào đó. Còn lên nghĩa trang này thì chiến sĩ vô danh không ai có biết tên họ có ai. Dù có chết, dù có gian khổ cỡ nào thì cũng anh em sao mình cũng phải vậy. Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc nằm trên địa bàn phường An Thới, thành phố Phú Quốc. 50 năm đã trôi qua, nơi đây không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Kiên Giang, mà còn là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống, dung đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường cho các thế hệ người Việt Nam trong thời kỳ mới.